Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi HT Learning Center. Sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Toyota Place Garden Grove 1-800-357-6738. Thảo Yên, Hoàng Trọng Thuy trở lại với quý khán thính giả và sau đây một vài bản tin địa phương ở khắp nơi trên đất Mỹ. Chiều hôm qua, cảnh sát đã nhận được điện thoại 911 chạy đến đường Gilbert của thành phố Garden Grove, đoạn giữa Catella và Orangewood. Mình biết cái chỗ này rất nhiều người Việt Nam ở đây. Và ở đây có một căn nhà và một người phụ nữ hàng xóm đã chạy ra và thấy một người phụ nữ nằm ở dưới bãi cỏ, máu đầy hết luôn. Thì hậu quả cảnh sát điều tra nói rằng là nội vụ xảy ra vào khoảng 5 giờ 45 phút chiều qua trên đường Gilbert. Và họ đến thì xe cứu thương đã cấp cứu đưa một người phụ nữ và cảnh sát cho biết người này đã bị đâm nhiều nhát dao vào bụng và đang được liệt vào tình trạng nguy hiểm, bác sĩ phải giải phẫu và hiện nay thì chưa biết tình trạng của bà ra sao. Thế nhưng người phụ nữ này 48 tuổi, cảnh sát không tiết lộ tên của người phụ nữ cũng như kẻ mà đâm bà. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết người đâm bà lại là một người trong gia đình, sống chung trong căn nhà này. Người cậu bé này 13 tuổi thôi, ngay sau khi đâm, không biết đâm cô hay đâm ai, cô gì đó, đã bỏ chạy. Và chạy đến một cái mall ở gần đó, chắc chạy ra cái mall ở trên đường Brookhurst á. Yeah. Và khi chạy đến đây thì cảnh sát đã đuổi theo và đã bắt được. Và tối hôm qua đã giữ người thiếu niên này trong khu vực dành cho những trẻ thiếu niên phạm pháp. Trong quá khứ, cảnh sát cho biết là người thiếu niên 13 tuổi này cũng từng có những tiền án rồi. 13 tuổi mà đã dám cầm dao đâm vào người thân của mình. Thưa quý vị, tình trạng tâm thần của em sẽ được theo dõi và không biết như thế nào nếu mà em được tiếp tục sinh hoạt và sống trong xã hội này, khi mà lớn lên thì em còn có khả năng trở thành một cái kẻ giết người nguy hiểm vô cùng. Thưa quý vị, một lần nữa, nội vụ xảy ra tại thành phố Garden Grove mới chiều hôm qua. Trong khi đó thì giới chức an ninh tại Santa Ana vào ngày hôm qua đã khám xét một cái cửa tiệm tiện lợi sau khi mà đã điều tra nơi này trong hơn 3 năm bởi vì có dấu hiệu là gian lận gần 2 triệu Mỹ Kim tiền food stamp. Thì thưa quý vị, đây là cửa tiệm có tên là Euclid Market, nằm ở góc đường Euclid và McFadden, do hai cha con người Mỹ là Jose Olivo và Johanna Garcia điều hành. Cuộc điều tra này được thực hiện bởi Sở Nông nghiệp Hoa Kỳ hợp cùng với Sở Thuế vụ và đã bắt đầu từ tháng Giêng năm 2014 khi mà nơi này bắt đầu có những cái transaction trả bằng thẻ food stamp, nay được gọi là thẻ EBT, với cái số tiền rất là lớn. Bởi vì thông thường người sử dụng food stamp chỉ xài những cái khoản nhỏ nhưng mà mua nhiều lần trong một tháng. Thì một đặc vụ liên bang đã đóng giả làm khách hàng với một cái thẻ EBT đến cái cửa hàng này và phát hiện ra là hai cha con này đã trả tiền mặt cho người khách để lấy tấm thẻ EBT nhưng mà trả lại số tiền ít hơn cái giá trị của cái thẻ. Chẳng hạn như cái thẻ có 100 đồng thì họ chỉ đưa cho người khách đó 80 đồng tiền mặt mà thôi. Họ thu lời từ cái con số difference. Thì các nhân viên liên bang của Santa Ana đồng thời cũng khám xét luôn căn nhà nơi mà hai cha con này sinh sống, cách đó chỉ có 2 block đường. Hai người này còn bị phát hiện là gian lận thuế và tổng số tiền mà hai cha con này thu được bằng cách gian lận thẻ EBT đến nay tính được là 2 triệu Mỹ Kim, thưa quý vị. Cách đây hơn một tháng, chúng tôi có đề cập đến một cái tai nạn khủng khiếp xảy ra trên cái cầu trượt nước ở thành phố Kansas City, tiểu bang Kansas. Quý vị còn nhớ cái cầu trượt nước này, nó cao, thật là cao. Họ nói rằng đây là cầu trượt nước cao nhất thế giới và họ đặt cái tên từ Đức ra, mang tên là Verruck, có nghĩa là kinh hoàng á, khủng khiếp. Và bởi vì tất cả những ai mà lên trên này, như quý vị nhìn thấy đó, chạy xuống với một cái tốc độ 70 dặm một giờ, thả như tự do, rơi xuống đây.
Tuy nhiên cái khung cửa này có thể một cái khung nó lòi ra. Và khi em bé ngồi trong đó, đây là bé trai, ngồi trong đó, khi mà xuống tới nơi thì nguyên cái đầu của em đã bị một cái khung mà bảo vệ đó cắt đứt cái đầu. Ngồi chung với em có hai người phụ nữ khác và hai người phụ nữ này cũng bị những cái vết sứt chảy mặt dữ dội lắm. Ngày hôm nay thì nguồn tin sau khi, mà lẽ ra thưa quý vị, trong các cuộc gọi là settle out of court đó, chẳng hạn như cái vụ bác sĩ Đào với hãng United Airlines, họ tuyên bố là số tiền không được tiết lộ. Và cái số tiền này bồi thường trước đây đã không được tiết lộ, nhưng giờ đây thì họ nói rằng họ cần phải biết được số tiền là bao nhiêu để bảo đảm là cái công viên giải trí này phải chịu trách nhiệm trong cái chết của bé trai. Kết quả chúng tôi ghi nhận ngày hôm nay đó, công viên đã phải bồi thường cho gia đình bé trai này 20 triệu đô la. 20 triệu đô la cho cái chết của bé trai. Còn riêng với hai người phụ nữ bị chấn thương đó, thì số tiền bồi thường chắc cũng phải trên 1 triệu Mỹ Kim. Mặc dù họ còn sống, nhưng mà bị những cái vết thương ở trên mặt. Vâng, đây là một trong những tai nạn khủng khiếp nhất trong lịch sử của nước Mỹ khi bé trai bị cắt mất cái đầu. Và cho đến giờ phút này thì coi như không còn ai sử dụng cái cầu trượt này nữa. Cầu trượt đã đóng cửa từ khi xảy ra tai nạn cho đến giờ này. Vâng thưa quý vị, và CEO của Facebook, ông Mark Zuckerberg, ngày hôm qua đã tuyên bố là công ty này sẽ mướn thêm 3.000 nhân viên trong năm tới để mà nhằm kiểm tra cũng như là sửa đổi những cái thông tin không phù hợp trên Facebook, chẳng hạn như là những cái video quay cảnh bạo lực, giết người hoặc là tự vẫn đã diễn ra trong thời gian qua. Thì việc này cho thấy là Facebook đã nhìn nhận là cái phần mềm tự động giám sát nội dung ở trên Facebook của họ từ trước đến nay không hiệu quả. Được biết là đội ngũ của Facebook hiện nay đã có 4.500 nhân viên làm cái việc giám sát nội dung ở trên Facebook rồi. Nhưng mà nay do áp lực từ công chúng và truyền thông mà họ quyết định mướn thêm 3.000 người nữa. Thì tuy nhiên Facebook không nêu rõ là 3.000 nhân viên này là làm việc full time hay là chỉ làm việc theo hợp đồng, và những người này làm tại nhà hay là có thể vào trụ sở của Facebook để mà làm việc. Được biết là cái tính năng Facebook Live đã liên tục gặp tai tiếng, và đỉnh điểm là cái vụ một thanh niên 21 tuổi người Thái Lan đã trực tiếp quay cảnh anh ta treo cổ đứa con mới 11 tháng lên Facebook, mà Facebook đã mất hơn 24 giờ đồng hồ mới gỡ cái đoạn video này xuống. Thưa quý khán thính giả, tôi không biết như thế nào nhưng mà không biết quý vị có giống hay không, tôi lại thích cái gì đó ma, phim ma. Thảo Yên cũng thích phim ma. Em thích phim ma. À, tối hôm qua tình cờ thôi tôi lên trên YouTube và bấm xem những cái cảnh họ quay, và có những đoạn video, có những đoạn thì mình thấy nó fake, nó xạo xạo phải không, nhưng mà có những đoạn là cảnh sát tường thuật. Và ngay cả cái người chủ nhân và cái người mà manager của cái khách sạn đó cũng tường thuật về một cái vụ mà có một cái phòng đó không ai ở hết, mà họ nghe tiếng thét từ trong phòng đó ra. Khi mà đưa cái nhân viên bằng toàn cảnh là họ quay được bằng cái camera CC, closed circuit camera đó, ở ngay hiện trường, thì khách sạn thường thường gắn camera, thì họ quay được cái cảnh mà người này đi vào phòng khám xét, và nghĩa là thảm bật tung rồi đồ đạc trong phòng tung mà không có ai ở trong đó hết. Nhưng mà có một cái đoạn nhỏ tôi thấy một cái bóng từ ở trong cái phòng đi ra. Và ngay cả trong thời điểm đó thì cái người mà đang tường thuật đó là họ nói chuyện qua điện thoại, không biết chuyện đó như thế nào. Nhưng mà mới nhất là ABC News tường thuật về một cái vụ mà quay được hình ảnh ma trên máy quay, mà cho đến giờ phút này họ vẫn đang nói chuyện. Cái chuyện này mới vừa xảy ra cách đây chỉ có vài tuần lễ thôi. Mời quý vị cùng theo dõi chi tiết ngay sau phần quảng cáo quý vị.